Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Kê Đảng, chương 116, Một Trò Hề. Chuyện là như vậy nè, Duyên Như lần trước ở trong phòng kiểm tra sức khỏe nam Bảo Tiêu á, thì thấy được một đại nam tử hán cơ bắp liền liên tiếp bày trò tấn công người này. Thế nhưng nội tâm người này tương đối cứng rắn, tuy rằng đã động tâm nhưng nghe đồn đại rằng Duyên Như là một cô gái không tốt, nên cứ thế mà đè nén mong muốn trong lòng. Rốt cuộc sau đó Duyên Như một trận khóc lóc than thở, nội tâm cứng rắn của người này cũng vì vậy mà bị phá hủy, chấp nhận quen với viên đại tiểu thư. Hai người tay nắm tay dạo phố, ngây thơ ngọt ngào, cảm giác á, thật giống như một mối tình đầu. Duyên Như trang phục khiêm tốn, kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, tú lệ, phong cách xa hoa, trụy lạc đã không còn nữa, quyết tâm đi vào nếp sinh hoạt bình dân. Thỉnh thoảng bị người kia hôn một cái, trong nháy mắt thể hiện vẻ nữ sinh e thẹn, làm điệu bộ giống như là chưa bao giờ ham muốn con chim to trong đũng quần của đàn ông, hoặc giống như khái niệm về con chim to là chưa từng được biết đến. Trong lúc đang đắm chìm trong hạnh phúc với gã bắp cơ kia, một tiếng tức giận mắng chửi trong nháy mắt làm cô ta tỉnh mộng. Duyên Như, cô là đồ đê tiện. Duyên Như rùng mình, thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh tìm kiếm. Xung quanh đông đúc, nhiều người qua lại thấy không rõ rốt cuộc là ai là người đang mắng cô ta. Có phải là tôi đối với mối quan hệ này mà ôm quá nhiều hy vọng không? Trong lòng căng thẳng như một cung tên đang cương dây nên đã nghe nhầm. Duyên Như đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiếng mắng lại truyền đến. Duyên Như, cô là một con đàn bà lẳng lơ, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Lần này Duyên Như nghe rõ ràng, gã cơ bắp kế bên cũng nghe rõ ràng. Bởi vì hắn mà Duyên Như vừa tiến tới với nhau, trong lòng vẫn còn tồn tại những điều do dự, không có đem toàn bộ tình cảm trao cho nhau. Cho nên khi hắn nghe đến mấy câu này mắng chửi, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là đem ánh mắt phức tạp, nghi hoặc nhìn về phía Duyên Như. Duyên Như diện mắt lập tức chứa đầy nước mắt, bên ngoài thì điệu bộ tổn thương vì bị người ta mắng, còn trong lòng tức tối mà mắng chửi, con mẹ nó, tên cháu trai nào miệng hèn hạ như vậy hả? Thấy vẻ mặt của Duyên Như biểu tình ủy khuất, gã cơ bắp rốt cuộc trượng nghĩa mở miệng. Là ai? Có bản lĩnh bước ra đây mà nói. Dương Trì Thủy trốn ở một khối đá lớn, bên cạnh có một giỏ thực phẩm, bên trong còn có trứng gà, rau dập nát, đậu hũ hư thối cùng với các loại đồ ăn thừa thải khác. Vẻ mặt trộm cười liếc đôi gian phu gian phụ cách đó không xa. Thật lâu sau đó không nghe được phản ứng, kẻ cơ bắp còn tốt bụng nói lời an ủi dỗ dành. Có vài người chính là rỗi rảnh, buồn chán, không có gì làm. Đừng để ý đến hắn mà, chúng ta đi thôi. Dương Trì Thủy mở miệng lần nữa, tức giận mắng. Cô đó nha, rõ ràng cùng cảnh sát hạ bên nhau say đắm, còn câu dẫn nam nhân khác làm gì nữa hả? Cô làm vậy, chẳng phải để cho hạ cảnh sát hạ quá thất vọng hay sao? Nghe nói như thế, kẻ cơ bắp trong nháy mắt không bình tĩnh. Cảnh sát hạ, hạ Diệu sao? Là người đại diện của các huấn luyện viên? Nghe nói như thế, kẻ cơ bắp trong nháy mắt không bình tĩnh. Cảnh sát hạ, hạ Diệu sao? Là người đại diện của các huấn luyện viên hả? Dương Trì Thủy còn nói, người anh em à, cho xem cậu là một người đàng hoàng tốt bụng, mới hảo tâm nhắc nhở của cậu. Con nha đầu kia không có thứ gì tốt cả, hai ngày trước vẫn còn cùng cảnh sát hạ khanh khanh ta ta, hôm nay thì đi bên cạnh ngươi. Duyên Như vẻ mặt oan uổng, mẹ nó, nếu mà tôi cùng Hạ Diệu bên nhau thật á, tôi đây bị chửi ra sao tôi cũng chịu nữa. Ai cùng Hạ Diệu bên nhau hả? Duyên Như không màng đến hình tượng mà lớn tiếng, người đem lời nói rõ ra một chút đi. Dương Trì Thủy vừa lẻn đến một vị trí khác, tiếp tục càn rỡ. Cảnh sát hạ từ bản thân mình thừa nhận điều đó, tôi là anh em của hắn, tôi chính là không quen cách cô đối xử với cảnh sát hạ mới thay anh ta ra ngoài đòi lại chính nghĩa đó mà. Ha, bổn cô nương đây, tức giận rồi đó. Duyên Như cuối cùng không kiềm chế được bản tính nóng nảy, mắng lên. Ngươi nếu là đàn ông thì bước ra đây nói chuyện, núp trong bóng tối thì là không bằng một cái dương vật nữa. Ba kỹ, một cái trứng gà vô tư nện thẳng vào gương mặt thanh tú của Duyên Như, trong nháy mắt không thể cam chịu, bộc phát ra tính nết của một người đàn bà. Hết sức chanh chua, một tiếng rống giận dữ, thằng nào, ngươi cút ra đây cho ta, cái bản lĩnh cút ra đây. Sau đó, hai ba cái trứng gà liên tiếp đập tới,
Tiếp đó là việc Diên Tôn nhận được cú điện thoại kia. Kẻ cơ bắp còn có một chút khí phách đàn ông. Lúc đầu là vẫn còn một bên nó giúp cho Diên Như, một bên chống đỡ. Hàng loạt quả trứng gà được Dương Trì Thủy ném ra tứ phía từ căn cứ của hắn. Sau lại là rau củ dập nát cùng với đậu hũ thối, rửa đem lên một lượt. Loại này đỡ không được, trực tiếp bỏ mặc Diên Như, hướng về phía Dương Trì Thủy sải bước xông tới. Dương Trì Thủy trong nháy mắt bị bại lộ, ném tung mọi thứ rồi bỏ chạy. Dương Trì Thủy chạy phía trước, hai cái thùng rác di động ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Bây giờ gã cơ bắp lúc này không còn dùng được, hắn ta chạy một hồi lại không muốn chạy nữa, đến sau cùng để cho Diên Như chạy vượt lên. Diên Như và hắn chạy song song cùng lúc, nhìn hắn ta chạy không chân bước ra, bộ dạng thở hổn hển vô cùng ngu xuẩn, nhìn không được mở miệng hỏi: anh là do treo người trên quá nhiều cơ bắp nặng nề quá bây giờ mới chạy chậm như vậy đó à? Gã cơ bắp nghe xong lảo đảo ngã nhào xuống đất. Sau đó Tuyên Đại Vũ chạy đến chi viện cho Dương Trì Thủy, mà Hà Diệu và Diên Tung cũng kịp lúc chạy tới. Còn kẻ cơ bắp thì đã bị dứt lại xa mấy con đường rồi. Vào giây phút này còn lại 5 người, một loại tề tụ quỷ dị xuất hiện trên phố. Đầu tiên là Diên Như thấy Diên Tung, nước mắt trong chớp mắt dở bờ, làm điệu bộ muốn nhào qua Diên Tung, lại bị Diên Tung dùng một tay đè lên chỗ sạch sẽ duy nhất trên bộ trang phục cản lại, đẩy ra cách xa hơn nửa thước lận. Em tránh xa tôi ra một chút. Diên Như càng khóc dữ dội, đôi mắt hướng qua hướng Dương Trì Thủy. Chính là hắn. Lời còn chưa nói hết lại bị quét ánh mắt qua một người dù chỉ mới gặp qua một lần nhưng ấn tượng tồi tệ, xấu xa về hắn ta không hề phai mờ. Tuyên Đại Vũ lúc này phẫn nộ một tiếng: tại sao lại là anh hả? Anh thế nào lại làm khó dễ tôi? Sau đó Hạ Diệu hết sức không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn chăm chăm vào Dương Trì Thủy và Tuyên Đại Vũ: không phải là hai người các cậu liên kết với nhau đó chứ? Tôi trước đây không phải là nói việc này rồi sao? Tuyên Đại Vũ nắm vai Hạ Diệu, chỉ vào Diên Như lăng mạ: tôi đã nói với cậu rồi, nữ nhân này không có thứ gì tốt. Cô ta bắt cả hai tay cùng lúc hẹn hò với cậu và người đàn ông khác. Hạ Diệu đột nhiên ý thức được cái gì đó, điên cuồng nuốt một ngụm nước bọt, ngực kêu một tiếng: bà ngoại ơi, thật không nên nói lung tung mà, loại chuyện này thì tôi làm sao mà giải thích đây? Diên Như lại hướng về Tuyên Đại Vũ ồn ào: cái gì gọi là bắn cá hai tay hả? Tôi cùng anh ta cơ bản không có ở bên nhau, còn cần phải bắt con cá là anh ta sao? Tuyên Đại Vũ vẫn còn một câu: không bên nhau nhưng chẳng phải cũng đã 8-9 phần rồi sao? 8-9 hả? Nhiều hơn con số 0 cũng không có nữa. Anh ta rõ ràng là cùng với anh trai của tôi mà. Hạ Diệu đột nhiên cắt đứt lời của Diên Như, mở miệng cùng Tuyên Đại Vũ nói: tôi đã gạt cậu. Tuyên Đại Vũ nhìn Hạ Diệu, trong ánh mắt hắn lúc này nhuộm dần vài phần khí lạnh: cậu nói cái gì? Tôi lừa gạt cậu. Hạ Diệu lặp lại một lần nữa. Cuối cùng là Diên Tung, một tiếng rống sang bằng tất cả. Toàn bộ người trên phố đang ồn ào cũng vì hoảng sợ mà im bặt hết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Diệu một câu đều nói không nên lời. Diên Như thay hắn đem những điều cần nói về sự việc vừa rồi nói lên. Diên Tung biết được đó là một sự hiểu lầm, nhưng mà Tuyên Đại Vũ lại vì giúp Hạ Diệu mà xuất đầu lộ diện sai, khiến cho người khác ném đồ dơ bẩn rác rưởi lên người em gái của hắn, không thể nhịn được một quyền quét thẳng tới. Hạ Diệu muốn kéo Diên Tung lại nhưng đã quá muộn rồi. Đúng lúc này Dương Trì Thủy đột nhiên xuất hiện thần bí, thần tốc nhảy lên trước người của Tuyên Đại Vũ, thay hắn lãnh một quyền. Quả tấm đấm của Diên Tung là ai cũng đều biết lực mạnh bao nhiêu, nói hơn là 1000 gì đó đập vào lưng Dương Trì Thủy cũng không quá đáng. Gương mặt của Dương Trì Thủy lúc đó lập tức tím ngắt, sự đau buốt tột cùng giấu ở trong người, đau đến không còn sức để kêu la một tiếng. Tuyên Đại Vũ sửng sốt, còn Hạ Diệu trong lúc nhất thời chưa thể phản ứng kịp. Chờ cậu ta phản ứng được, Dương Trì Thủy đã bi thảm ngất đi, mà Diên Tung còn tàn bạo, nó lạnh lùng hơn tiếp tục đánh. Hạ Diệu ôm cổ hắn liều chết túm hắn ta lại. Dương Trì Thủy mềm nhũn ở trên người Tuyên Đại Vũ, được Tuyên Đại Vũ cõng lên. Hạ Diệu vội vã: muốn nằm viện chung với nhau hả? Xéo. Một chữ này đối với cuộc đời Tuyên Đại Vũ là một lời nói nặng nhất mà Hạ Diệu đã từng nói với hắn. Hạ Diệu lúc đó thì bối rối chết đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Còn Tuyên Đại Vũ cõng Dương Trì Thủy rời đi, dường như gương mặt thực sự không có một chút cảm xúc, đứng trên đường đành lên xe về trước. Còn cả con đường chỉ có lại Hạ Diệu và Diên Tung hai người họ. Tôi lúc đó cứ như vậy thuận miệng nói ra, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy nữa. Hạ Diệu không thể không lo lắng mà giải thích. Diên Tung hỏi hẳn một câu: vì sao không nói với hắn ta sự thật?
Nói sự thật cái gì? Hạ Dược dặn lông mày, chẳng lẽ nói tôi với anh là đang ở bên nhau sao? Ánh mắt Diên Tung lạnh lùng, cứng rắn, trần trụi, thẳng thắn nói ra lời trong tim của mình. Không nên nói như vậy sao? Hạ Dược đột nhiên lòng ngổn ngang mà tuôn ra một câu, tôi nói với anh cũng không phải chính thức ở bên nhau. Gương mặt của Diên Tung bị màn đêm nhuộm thành màu mực. Hắn vẫn cho là trước đây Hạ Diệu nói những lời này là đùa giỡn, là do cậu ta da mặt mỏng không chịu thừa nhận. Ngày hôm nay hắn rốt cuộc ở trong con người của Hạ Diệu, thấy được tâm tình chân thật nhất, trần trụi nhất của cậu ta. Kỳ thực đáy lòng của hắn vẫn không cam lòng, cậu ra chính là muốn làm gì thì làm, là do bản thân mình muốn chiếm lấy cậu ta. Cậu ta thực cự tuyệt việc giao phó bản thân cho mình yêu thương chăm sóc. Cậu ta cho tới bây giờ đều không phải là thuộc về mình. Diên Tung ánh mắt ướt đỏ nhìn chằm chằm Hạ Diệu. 3-4 phút trôi qua, Hạ Diệu lúc đầu còn dám cùng Diên Tung đối diện, sau đó đột nhiên mềm nhũn. Đi thôi, có việc gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Hạ Diệu giả bộ lôi Diên Tung một cái, Diên Tung không nhúc nhích nữa mà. Sau đó hắn từ trong túi áo móc ra mấy trăm đồng dứt vào trong tay Hạ Diệu. Hạ Diệu ngây ngẩn cả người, anh có ý gì đó? Diên Tung vốn định trực tiếp quay đầu rời đi để Hạ Diệu một mình ở lại, nhưng trong lòng của hắn tàn độc không nỡ. Hạ Diệu hơi ngốc nghếch trong việc đi đứng trên đường một mình, cho nên Diên Tung mới đưa cho hắn tiền để đi xe taxi. Diên Tung, anh là một thằng khốn. Hạ Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. Diên Tung cứ sải bước đi đến chiếc xe không quay đầu lại. Lão tử tôi đã yêu cậu hơn cả mạng sống, cũng nên khốn nạn với cậu một lần. Hạ Diệu một mình cô đơn đứng ở đầu đường, ánh mắt vẫn dõi theo bóng chiếc xe đã khuất đi từ rất lâu, đứng sửng sốt hơn 10 phút đồng hồ. Cậu ta thế nào cũng không tin nữa, Diên Tung dĩ nhiên bỏ rơi cậu ta một mình. Tiếng bánh xe lăn trên đường phố lạnh lùng nghiền nát trái tim. Hạ Diệu bất ngờ không kịp đề phòng mà nếm được mùi vị đau đớn trong lòng. Cậu ta không đón xe, bước chân cứng đờ mò mẫm tìm đường trở về nhà. Trương Đại Vũ lúc này đang cổng Dương Triệu Thủy đứng ở trên đường đón xe. Hắn vốn là lái xe tới, kết quả vì sốt ruột xuống xe chi dị cho Trương Đại Vũ đem xe đổ sai nơi quy định, bị cảnh sát giao thông dùng xe nâng lôi đi kìa. Dương Triệu Thủy cơn đau vừa dơi liền như lấy lại máu, tỉnh táo trở lại, ghé vào thân người Trương Đại Vũ hỏi, có cảm động không? Khoảnh khắc vừa rồi á, anh có cảm động không? Cậu có phải là không cần đi bệnh viện nữa không? Trương Đại Vũ giả vờ như muốn đem Dương Triệu Thủy từ trên lưng ném xuống đất. Dương Triệu Thủy vội vàng ghìm chặt cái cổ của Trương Đại Vũ, đầu lệch qua vai hắn giả vờ trọng thương. Trương Đại Vũ cõng Dương Triệu Thủy trong đầu vẫn cứ như cũ, chính là tràn ấp hình ảnh của Hạ Diệu. Cậu nói xem, Hạ Diệu tại sao lại muốn gạt tôi? Dương Triệu Thủy sâu kín nói, tôi không phải là đã nói cho anh biết rồi sao? Hắn kỳ thực thích anh trai của Diên Như mà, còn Diên Như chỉ là một bức bình phong thôi. Thì tôi là đặc biệt nói chuyện nghiêm túc với cậu mà. Trương Đại Vũ phẫn nộ quát một tiếng. Dương Trì Thủy không lên tiếng. Trương Đại Vũ giọng nói đột nhiên mềm nhũn ra, lộ ra một biểu tình không khỏi chua xót mà. Cậu ta có phải là cảm nhận được tâm tư của tôi đối với cậu ta không, nên cứ như vậy mà muốn tôi chết tâm? Dương Trì Thủy giáo huấn lần này đi theo ý tứ của Trương Đại Vũ nói. Đúng, hắn là không muốn gặp anh mà, chính là muốn anh nên giữ khoảng cách với hắn. Trương Đại Vũ lại hô lên một tiếng, tôi ném cậu xuống sông cậu tin không? Dương Trì Thủy triệt để ngậm miệng. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 116 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.